những căn bệnh mà khi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có khả năng bạn bị loại rất là cao. Thì là đây là video của mình chia sẻ nha các bạn. Mình đúc kết vào những cái lần mình đi khám nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà những căn bệnh này là thật sự bạn bị bệnh nha các bạn. Bạn bị nha chứ không phải là bạn giả tạo. Nếu mình giả tạo là không bao giờ là được chính xác nha các bạn. Thì á, cái bệnh đầu tiên mà các bạn không đi nghĩa vụ á, là đi khám cái vụ quân sự là bị trượt nhiều, là biết là bệnh gì không các bạn? Đó là các bạn bị tim mạch đó các bạn. Tim mạch, bệnh tim á, thì cứ đi khám cái vụ quân sự đi, dòng nào cũng vậy, dòng xã, dòng huyện cũng vậy, thì các bạn cứ kê khai, cứ nói là em bị bệnh tim nha. Thì các bạn nào á có đi khám ở ngoài những cái cơ sở y tế ngoài á, thì khuyên là các bạn lên khám ở những cái cơ sở y tế uy tín, như là ở tỉnh, bệnh viện tỉnh á, mình điện tỉnh cho lên có mọc đỏ của bác sĩ trên đó. Thì khi mình đi khám sức khỏe, mình đưa cái những cái giấy bệnh đó vào, giấy bệnh đó vào, thì bác sĩ sẽ biết bạn này bệnh tim như vậy, thì bác sĩ sẽ chẩn đoán bạn và khám lại cho bạn. Nếu mà bạn có cái bệnh tim như vậy á, thì có khả năng là bạn sẽ loại các bạn, bạn sẽ loại đó. Đó là căn bệnh thứ nhất. Rồi căn bệnh thứ hai á, ở đây là những cái bạn mà thật sự là bị cận nha các bạn. Cận á, cận làm sao vào cái môi trường quân đội á mà bắn súng được các bạn. Thì có mức độ cận nha, có mức độ cận. Thì mình thấy đôi lúc trên đơn vị cũng có một số người cận cỡ 3 độ, 2 độ cũng đi đâu các bạn. Cũng như là thiếu quân á, những cái xã mà thiếu quân á, sẽ đưa những các bạn mà loại 3 lên, như dạng dự bị nhưng mà lộ 3 lên đó. Cho nên là cận, mình nghĩ là nếu mà các bạn thật sự không đi chắc khoảng 4 độ các bạn, khoảng 4 độ, 3 độ 4 độ trở lên thì các bạn không đi. Tại vì vô cái môi trường quân đội á, mình cũng phải đào tạo về bắn súng các bạn, cự ly 100m đối với súng AK, tiểu liên AK đó. Cho nên là khi mà mình nhắm mà mình bị cận rồi mình không thấy đường bắn thì sao bắn các bạn. Đó là một cái mà cái tiễn nghĩa vụ quân sự sẽ giữ các bạn lại, tạm quản các bạn. Khi nào mà hút tuổi thì các bạn sẽ không khám nữa nha các bạn. Đó thứ hai là bệnh về mắt cận. Còn thứ ba là những cái bạn bị về thần kinh các bạn. Thần kinh, tâm thần kinh. Có nghĩa là những cái bạn mà nói chung là không bình thường đó các bạn. Không bình thường á, lúc nắng lúc mưa á, lúc nắng lúc mưa á, thì chắc chắn là những các bạn này là không đi rồi, và là dạng thuộc là miễn đăng ký luôn nghĩa vụ quân sự đó các bạn. Đó thì căn bệnh thứ tư á, ở đây là xác suất là 50-50 nha các bạn, chứ không phải 100%. Đó là cái bệnh lây nhiễm, như là cái bệnh thường gặp ở mình đó các bạn, giống như là bệnh lác. Nếu mà lác á, mà lác nhẹ là có khả năng đi, lác nhẹ là có khả năng đi các bạn ơi. Còn lát nặng á, lát nặng thì thôi bỏ nhà. Tại vì cái môi trường quân đội là cái môi trường tập thể mà các bạn. Đó, mình đâu có được mà đưa những cái bạn mà bị bệnh này nó lây nhiễm hết nguyên cái tiểu đội, trung đội, đại đội rồi sao nha các bạn. Cho nên là những bạn nào thật sự mà bị lát, hắt lào, lăn ben, đầu nặng á, là ở nhà không đi. Còn những bạn mà nhẹ nhẹ là có khả năng đi nha các bạn. Đó. Còn cái bệnh thứ tư ở đây mà có khả năng không đi nữa, khám cái vụ là trượt nữa, đó là cái bệnh về bệnh trĩ các bạn. Bệnh trĩ thì lúc trước mình cũng khám, cũng có mấy bạn bị bệnh trĩ cũng ở nhà, nhưng mà theo mức độ nha các bạn, mức độ nặng chứ mức nhẹ nhầm khi là đi, nhầm khi chỉ nội chỉ ngoại nữa các bạn, chứ không phải 100% là bệnh trĩ. Bệnh trĩ mình bị trĩ là mình không đi, cũng có mức độ nha các bạn, mức độ nặng hay gì đó. Tại vì trên cái môi trường quân đội mình vận động mạnh mà các bạn, chạy đâu hành quân đồ, bị bệnh chỉ mà không biết rồi, khi mà làm vận động mạnh này kia rồi là bị nó lòi ra hoặc thụt vô gì đó, rồi coi gây đau gác rồi buốt rồi là đi không được. Đó là cái bệnh thứ tư có khả năng là lội, là bệnh về chỉ. Còn cái bệnh thứ năm ở đây á là có khả năng không đi nữa, là bệnh gì ta, để mình nhớ là coi, mình khám 4-5 lần rồi. Về bệnh gì ta?
bệnh bệnh cao huyết áp hoặc tụt huyết áp các bạn, đúng rồi, cao huyết áp hoặc tụt huyết áp. Thì thật sự những cái bạn này á, cao huyết áp á cũng không được đi, mà tụt huyết áp cũng không đi. Thì những đa số bạn bệnh này thường bị xỉu đúng không các bạn, chóng mặt xỉu, rồi trên cái môi trường quân đội mà mình đi dậy rồi mình sao đi được, sao huấn luyện được nha các bạn. Đó là những cái bệnh mà có khả năng là bị lội nha các bạn. Mình nói là có khả năng bị lội thôi nghe, chứ không phải 100% là lội, cũng tùy theo mức độ nặng hay nhẹ nha các bạn. Đó là một số căn bệnh mình chia sẻ cho các bạn biết. Trong quá trình mình đã đi khám 4-5 lần, đã thấy một số bạn đã về những cái căn bệnh đó, không có đi nghĩa vụ quân sự. Thì các bạn nào đã đi khám nghĩa vụ quân sự rồi á, thì mình thấy mình còn chia sẻ còn thiếu sót những cái căn bệnh nào á, thì các bạn cứ bổ sung giúp mình bằng cách thêm những cái căn bệnh ở dưới ở phần bình luận, để cho những cái bạn tìm hiểu về cái này biết thêm nha các bạn. Thì cái video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì đừng quên cho mình xin một tim, một subscribe, để mình có thêm động lực làm ra những cái video tiếp theo nha các bạn.